Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Thời gian qua, các địa phương đã xây dựng nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong đó, một số địa phương đã áp dụng cách làm gợi ý kiểm điểm đối với các tổ chức đảng, đảng viên nhằm thẳng thắn nhìn nhận và hạn chế khuyết điểm để có hướng khắc phục. Sau đây là ghi nhận tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Năm 2023, Đảng bộ xã Dĩnh Trì được Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang gợi ý kiểm điểm ở 3 lĩnh vực, gồm công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Đơn cử đối với nhóm nội dung công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, đây là lĩnh vực có nhiều hạn chế trong nhiều năm của xã và yêu cầu cần phải khắc phục hoàn toàn trong năm 2024 chúng tôi huy động cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, à, đặc biệt là đối với các cái tổ chức chính trị xã hội, thì chúng tôi đã chỉ đạo là mỗi tổ chức đảm nhận một số cái tuyến đường và kiểu mẫu về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Và chúng tôi cũng chỉ đạo các thôn bổ sung vào quỹ tương ước của thôn à, những cái nội dung về công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. và đẩy mạnh cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với lại xây dựng văn minh đô thị. Sau khi được gợi ý kiểm điểm và đề ra giải pháp khắc phục, nhiệm vụ tuần tra xử lý các hộ dân vi phạm được phân công tới từng bộ phận có liên quan. Chủ tịch và các phó chủ tịch ủy ban nhân dân đóng vai trò chủ chốt kiểm tra thường xuyên, hàng ngày, một ngày nhiều lần để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh nếu vẫn còn cá nhân cố tình vi phạm. Sau khi ra quân thực hiện ngay từ đầu năm thì về trật tự đô thị ở những cái tuyến đường chính rồi thì khu cổng chợ đã có cái chuyển biến rõ nét là về việc bày bán hàng thì cũng không có cái việc lấn chiếm hành lang của người đi bộ. Rồi thì biển hiệu là cũng các hộ đã thực hiện khá là nghiêm túc. Hiện nay thì cái việc bán hàng nước, hàng rong là cũng cơ bản là không còn. Năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang đã gợi ý kiểm điểm đối với 3 tổ chức đảng và 8 cá nhân. Các nội dung gợi ý kiểm điểm dựa trên cơ sở theo dõi, giám sát, đánh giá thường xuyên công tác lãnh đạo chỉ đạo của các tổ chức đảng trực thuộc. Sau gợi ý kiểm điểm, Ủy ban kiểm tra và Ban tổ chức thành ủy có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra kết quả khắc phục hạn chế yếu kém của các tổ chức đảng và đảng viên phát huy được cái tinh thần gương mẫu, nêu gương và trách nhiệm hơn và tập thể các cái tổ chức đảng mà được gợi ý kiểm điểm thì đoàn kết trách nhiệm hơn và thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo ngày càng hiệu quả hơn đáp ứng được cái yêu cầu gợi ý kiểm điểm về những mặt hạn chế yếu kém của các tổ chức Đảng được xem là một trong những giải pháp nhằm phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình đối với các tổ chức Đảng đảng viên khắc phục có hiệu quả những mặt hạn chế yếu kém góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức Đảng và đảng viên